Rồi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 ha các bạn. Đó, thì lâu quá mình mới xuống đây. Thì hôm nay mình xuống đây mình cập nhật một số mẫu xe Winner X được lên màu độ mới cho các bạn nè. Đó, cũng như là giá đồ chơi luôn ha. Đó, thì đây. Đầu tiên thì mình sẽ nêu giá từng phiên bản ha các bạn. Thì cái giá đầu tiên á là của Winner X mà phiên bản thanh thường ha. Đây là phiên bản thanh thường nha các bạn. Cái xe độ này là phiên bản thanh thường đây. Thì phiên bản thanh thường á mình sẽ có một cái mức giá là 38,5 triệu ha. Hiện tại là giá là 38,5 triệu. Còn phiên bản mà thể thao phanh ABS là phiên hạng mắc nhất ha. Thì nó có mức giá là 44,5 triệu. Phiên bản camo và đen mờ thì mức giá là 41,5 triệu đồng giá với nhau. Còn phiên bản đường đua thì có giá là 44 triệu. Đó, thì hôm nay những cái xe nào mà lên màu độ màu như thế này á, thì các bạn vui lòng á là cộng thêm cho mình 2,5 triệu ha. Đó, thì xe này lên màu đỏ nè, đỏ bạc rất là đẹp luôn. Đó, cặp mâm này, cặp mâm của Rapido ha, trị giá là 3 triệu. Đó, đây là những ốc đĩa nè, thì 25 ngàn con. Ốc này ốc GG2 ha các bạn, chứ không phải GG5 nha. Bạn nào mà muốn mua GG5 gắn vô cũng được luôn ha. Đó, đây rất là đẹp. Xi nhan tam giác 2 xịt ha, 2 xịt. Kính chắn gió cũng 2 xịt luôn. Đó, còn bộ tay thắng Tecom của Asiro thì là 6600. Đó, ở bên Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 2 ở Tân Quyên nha các bạn. Địa chỉ chính xác là 1A bộ mình lộn, địa chỉ chính xác là ngay chợ Quang Vinh 1 các bạn ha, ở Tân Quyên Bình Dương gần vòng xoay Kim Hằng. Đó, thì các bạn nào mà muốn mua xe thì mình xuống đây ha, tại vì ở dưới cửa hàng này rất là to ha, và có rất là nhiều phiên bản Winner X độ luôn, độ tem độ màu rất là nhiều luôn ha các bạn. Đây, bộ gác chân Asiro này 1,3 triệu ha các bạn. Đó, ốc thì có ốc phía sau nữa nè, ốc đĩa phía sau nữa. Đó, đây xe này rất là đẹp. Đây, thì tiếp theo ha, mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn một chiếc nữa, tại vì video giới thiệu xe độ màu tem nè. Đây, phiên bản màu xanh cũng rất là đẹp luôn ha. Có một số bạn á, là thắc mắc hỏi là tại sao bên mình chưa có xe phiên bản màu mới, thì hiện tại là xe nó chưa nhập về tới các bạn. Nhưng mà mình thấy là những cái phiên bản màu độ này nó đẹp hơn là những phiên bản mà màu sơn á. Nên là bạn nào mà muốn mua xe thì mình cứ ghé mua đi ha. Những cái bản màu độ này rất là đẹp luôn, mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đây, Monster ha, màu xanh bạc đen rất là đẹp luôn. Xi nhan này là xi nhan tổ ong ha mọi người, tổ ong. Nên xi nhan này 250 hay gì á. Đó. Đó, bây giờ mình đợi mình xíu để mình coi cái bảng giá rồi mình nêu những cái thứ đồ chơi trên xe này cho các bạn xem ha. Thì đây cái ba ga ha các bạn, ba ga thì nó có giá là 350 ha. Đây là ba ga titan, còn bạn nào không có titan thì mình có thể gắn ba ga màu trắng cũng được ha. Đó, gắn cho dễ lắp đồ. Đó, đây còn cái ốp thân nè, ốp thân máy nè các bạn, chỗ này nè, đồ mũ nè, thấy chưa. Thì cái ốp thân máy này có mức giá là 299 ngàn ha các bạn. Đó, bên trái bên phải luôn. Đó, đây còn cái xi nhan thì hồi nãy mình đã nói giá rồi ha. Đây, mâm này màu bạc ha, hồi nãy các bạn xem là cái chiếc kia là mâm Rapido là màu vàng đồng, thì cái mâm này màu bạc cũng khá là đẹp luôn các bạn, xuất sắc luôn đó. Mâm Rapido ha, chính hãng của Rapido luôn nha mọi người. Đấy đó, bạn thấy chưa, Rapido ha. Thì cái mâm này á là tubeless tyrant. Thì cái mâm Rapido này á, thì nó có mức giá là 3 triệu, hồi nãy mình đã báo giá rồi. Rồi cái đĩa trên xe này, các bạn thấy cái đĩa không? Đây mình coi quay cái hiệu cho các bạn xem nè. Đâu rồi? Đây, đĩa này là đĩa gaffer ha, đĩa gaffer, các bạn có thấy không? Đó, đĩa rất là đẹp ha. Thì cái đĩa này á, ở phía trước là 500 ngàn, ở phía sau cũng là 500 ngàn luôn ha, phía trước phía sau luôn là 500 ngàn. Đó, thì tổng thiệt hại cho cái chiếc xe này á, là 7 triệu tiền đồ chơi, 7 triệu tiền đồ chơi, thêm đó là 2,5 triệu tiền màu sơn, nữa là 9,5 triệu. Đây là xe phiên bản không có thắng ABS, không có thắng ABS, với lại 7,5 triệu thì đây tay thắng nữa nè, tay thắng tay côn 6 xịt nữa nè, không cái màu xám rất là đẹp luôn ha, xám đen nhìn rất là sang luôn. Đó, thì tay thắng tay côn này 6 xịt mà 10 triệu. Xe này là phiên bản bình thường là 38,5 triệu, tổng cộng là 48,5 triệu ha, 48,5 triệu cho chiếc xe này.
Và hiện tại khi mà các bạn mua Winner X á, thì bắt đầu là vẫn còn chương trình, các bạn vẫn chạy tiếp chương trình là tậu xe ngầu hỗ trợ quà khủng nè, từ ngày 1 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 11 ha. Đó, vẫn được trả góp lãi suất 0%, vẫn trả góp lãi suất 0% nha mọi người. Đó, và cái được giảm 4 triệu tiền phí đăng ký nha. Đó, Honda chơi rất là lớn luôn ha. Đấy, thấy chưa? Đây là phiên bản màu mới là camo màu đỏ nè. Từ ngày 1 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 11 ha các bạn. Đó là các bạn nào muốn mua xe thì nhanh tay nhanh chân ha. Đó, rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Đó, còn vấn đề trả góp á thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng cho mình là 20% trước chiếc xe thôi. Thì ví dụ như xe này 38,5 triệu thì các bạn mình nó 40 triệu cho chẳng ha. Thì các bạn trả trước cho mình 8 triệu là mình có thể làm được hồ sơ trả góp ha các bạn. Còn nếu muốn trả góp lãi suất 0% á thì các bạn chỉ được vay lại 30 triệu thôi. 30 triệu thôi thì mình mới được trả góp lãi suất 0% ha các bạn. Đó. Còn mà bạn nào á mà muốn mua xe lấy được cà phê gốc mang về á, thì trả trước giùm mình là 50% giá trị tổng chiếc xe ha. Hiện tại Winner X nó đang chạy chương trình khuyến mãi rất là nhiều luôn nha các bạn. Nên là các bạn nào mà muốn mua xe thì mình phải nhanh tay nhanh chân lên. Đó, tranh thủ mua ha. Tại vì á, những phiên bản mới ra các bạn thì cái màu tem của nó nói chung là nhìn cũng bình thường thôi, không có gì sắc sảo hết. Và chắc chắn là các bạn đi Winner X thì các bạn sẽ đi tem độ rồi chứ không có đi tem thường đúng không? Ít ai mà đi tem thường lắm, anh em sẽ về độ nè, độ vô nè. Đó, độ đèn hai da nè. Đó. Rồi độ công tắc đèn, độ sơn, độ màu sơn, độ sơn mâm này nọ kiểu. Nhưng mà các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương á là các bạn được cái mua luôn cái phiên bản sơn mâm độ luôn ha, rất là đẹp luôn nè. Ra video. Rẻ hơn ở ngoài cửa hàng đồ chơi nha các bạn. Hả? Khi mà các bạn muốn mua xe thì các bạn liên hệ với số điện thoại của anh Trung ở bên góc trái màn hình giùm mình ha, số điện thoại của anh Trung. Còn muốn mua trả góp thì nhấn dưới phần mô tả sẽ có số điện thoại của bạn Trâm Ngân Hàng Sắt, mình mua trả góp nha mọi người. Đó, xin nhà tôi ông này mở sáng cho mọi người xem nè, rất là đẹp luôn. Rồi thì còn mấy các bạn mà muốn mua đồ chơi xe nha, muốn mua đồ chơi xe mà không có trong cửa hàng Honda Giấy Bình Dương thì có thể lên trực tiếp cửa hàng của anh Kim Racing ha. Đó, shop Kim Racing. Đó, thay nhớt sao mà cái khi mà các bạn đi xong Roda các bạn muốn thay nhớt ngoài đi xe cho nó bốc hơn á, nhưng đi mô tôn 300V hay đẹp son á thì các bạn có thể lên cái shop xe độ ở trên Thủ Dầu Một Bình Dương, 55-10 Huỳnh Văn Lỹ ha. Đó, sắp tới thì chiếc AB của mình cũng sẽ xuống dưới đó thay nhớt nước, thay nhớt ngoài luôn, không đi nhớt hãng ha, để cho máy nó bốc hơn chút xíu, đỡ kêu ha các bạn. Rồi thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh của Cua Vlog thời gian qua nha. Nếu mà các bạn muốn mua xe hay muốn tư vấn cái vấn đề gì thì các bạn liên hệ với số điện thoại bên góc trái màn hình hoặc có thể bình luận phía bên dưới cho mình ha. Và các bạn đang sử dụng xe Winner X phiên bản nào và cho mình biết là cái cảm nhận của các bạn như thế nào đi, hãy bình luận phía bên dưới cho mình biết nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.